Thưa quý khán giả và các đồng chí, nhân dịp đón xuân Tân Sửu 2021, thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, qua truyền hình Quốc phòng Việt Nam gửi lời chúc Tết động viên cán bộ chiến sĩ quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng toàn quân. Truyền hình Quốc phòng Việt Nam xin được trân trọng chuyển đến quý khán giả và các đồng chí nội dung lời chúc Tết của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thân ái gửi cán bộ chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng toàn quân. Các đồng chí thân mến, nhân dịp đón xuân Tân Sửu 2021, thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, tôi thân ái gửi tới cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng toàn quân lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Năm Canh Tý 2020, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy chỉ huy các cấp, toàn quân đã đoàn kết, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, để lại nhiều dấu ấn nổi bật trên các lĩnh vực được Đảng, Nhà nước, nhân dân và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Cùng với nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử lý thắng lợi mọi tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, toàn quân đã nêu cao ý chí, xung kích, đi đầu trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, kịp thời có mặt ở những nơi gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, góp phần tô thắm phẩm chất cao quý bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Mặc dù đại dịch COVID-19 tác động nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống xã hội, song toàn quân luôn giữ vững nền nếp chế độ công tác, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, tổ chức đại hội đảng các cấp thành công tốt đẹp, có sức lan tỏa sâu rộng, đóng góp tích cực vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, triển khai các hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng trong năm Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Những thành tích xuất sắc của toàn quân trong năm Canh Tý 2020 là vô cùng tự hào, thể hiện trách nhiệm chính trị rất cao của quân đội trước Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân. Bước sang năm Tân Sửu 2021, năm đầu thực hiện những chủ trương lớn về quân sự quốc phòng, xây dựng quân đội nhân dân, bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, toàn quân cần tiếp tục phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bản chất và truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, phẩm chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ, ra sức phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm giành những thắng lợi mới cao hơn năm trước, vừa khẳng định là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vừa thực sự là đội quân chiến đấu trong thời bình, mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chúc các đồng chí cùng gia đình năm mới Tân Sửu 2021 luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và không ngừng tiến bộ. Chào thân ái và quyết thắng!